Xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm hồ sơ kiển trên cả nước ạ. À. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai ghép giống mới cho cô chú anh chị mình ha. À, toàn bộ là giống mới cô chú anh chị ha, 10 cây giống nhị ngọc toàn và cúc họ hương lá cẩm thạch cho cô chú anh chị mình mua về mình làm giống cô chú anh chị ha. Giá khá là mềm cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời gặp luôn em Nhi đến Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể cô chú anh chị mình nha. Hôm nay trở lại kênh xin giao lưu giống này cũng còn khá là mới nha, nhị ngọc toàn và họ hương cẩm thạch nha, giá rồi. Siêu đãi luôn. Vô cây đầu tiên mã số 11 là cây nhị ngọc toàn nha, ghép 2 bo. Đây bo già cô chú anh chị. Hoành chính. Dùng đến mình được 24, cao 22, tán ngang mình được 230. Rồi. Rồi cây này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 250.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Mã số. Mã số 11. Rồi, tiếp theo mã số 12. 12 cũng là một cây nhị ngọc toàn nữa nha. Rồi. Cây đang đi cơ đợt tiếp theo cái này bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị 100% nha. Bao chuẩn giống nha cô chú anh chị. Mình được 9. Cái này mình ghép được 2 bo cô chú anh chị ha. Cao 23, cái ngang mình được 28. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà giá cũng 250. Rồi tiếp theo cây mã số 13 là cây họ hương cẩm thạch nha cả nhà. Rồi. Lá cẩm thạch rất là đẹp luôn, đọt hồng luôn cô chú anh chị ha. Nè. Ghép được 3 bo. Hoành được 10. Rồi. Cao mình được 23, tán ngang mình được 23. Rồi cây này em xin giao lưu cả nhà mình giá 200 nha. Rồi tiếp theo cây mã số 14. 14 là cây họ hương cẩm thạch luôn nha. Cây này ghép được 2 bo nha. Đế đẹp ha. Chơi bonsai rất ok. Vành được 8. Rồi. Cao 19. Tán ngang 24. Rồi cây này em xin giao lưu giá cũng 200. Rồi tiếp theo mã số 10. 15 ha. 15 là cây họ hương cẩm thạch nha. Rồi. 3 bo cô chú anh chị ha. Hoành được 11. Rồi. Cao 21, tán ngang được 23. Rồi. Rồi cây này em xin giao lưu với cả nhà mình giá cũng 200 thôi. Rồi bao phí luôn ha. Dạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16. 16 là cây nhị ngọc toàn nha. Rồi. Cái này mình ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Hoành được 10. Rồi. Cao 23, tán ngang được 23. Rồi cây này em xin giao lưu cả nhà mình giá 250. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 17. Rồi. 17 cũng là cây họ hương cẩm thạch nha. Lên hai giống mai thôi ha. Hôm nay lên hai giống mới gần đây cô chú anh chị ha. Hoành được 12. Rồi. Cao 26, tán ngang được 25. Rồi cây này cũng 200 thôi nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo. 18. Rồi. 18 cây nhị ngọc toàn nha. Ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Hoành được 11. Cao 23, tán ngang được 25. Rồi cây này 250 luôn. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19, họ hương cẩm thạch nha. Rồi. Ghép được 2 bo nha. Hoành được 10. Rồi. Cao 23, tán ngang được 27. Rồi cây này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 200.000. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20 nha, là cây nhị ngọc toàn nha, đế gắn rất là to luôn nha cả nhà. Rồi. Hoành được 8. Cao 19, tán ngang được 23. Rồi cái này em xin giao lưu giá 300.000 nha. Rồi. Và đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ ra ít thời gian để xem em clip của em nha. Được cây nào thì mình ủng hộ em nha cả nhà. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo.